Công ty Natural Benefits xin hân hạnh giới thiệu đường, nước tương và giấm làm từ mật hoa dừa. Sản phẩm giàu khoáng chất thuần tự nhiên, có chỉ số đường huyết thấp, rất phù hợp với trẻ nhỏ, cung cấp năng lượng ổn định cho người bị tiểu đường, ăn kiêng, ăn chay, chơi thể thao và bảo vệ sức khỏe. Mật hoa dừa là một sản phẩm tinh túy và hữu cơ 100%, được chứng nhận từ nhiều quốc gia như Mỹ, châu Âu và Nhật. Sản phẩm hiện đã có mặt tại Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0466 818 818 hoặc 0466 988 969 hoặc đến 26 Bolivia Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Cộng đồng người Việt tại Úc ơi, các bạn đã sẵn sàng nâng tầm doanh nghiệp của mình chưa? Hãy khám phá hiệu quả quảng cáo riêng cho bạn cùng người Việt tại Úc. Công ty số 1, chuyên cung cấp các giải pháp quảng cáo toàn diện với 10 năm kinh nghiệm, có trụ sở tại Fairfield, New South Wales. Chúng tôi đã đồng hành cùng hàng trăm ngàn khách hàng về quảng cáo tuyển dụng, phòng cho thuê, sang shop, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ và nhiều hơn thế nữa. Vậy còn chần chờ gì nữa? Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được nhận tư vấn và báo giá miễn phí. Lily và Kim Oanh rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2024. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã loan báo là Tổng nhà thống kê APS đã xác nhận là lạm phát trong quý 3, có nghĩa là trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 tại Úc đã có một cái sự giảm hạ mạnh mẽ nhất trong 3 năm rưỡi vừa qua, xuống chỉ còn 2.8%. Và mức lạm phát này thấp hơn so với lạm phát hồi quý 2 vừa qua là 3.8%. Và lập tức, chính phủ Albanese và đặc biệt là Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã xác nhận là nền kinh tế của nước Úc đang hạ cánh mềm, theo nghĩa là lạm phát đang từ từ giảm hạ, và đó là một trong những chính sách hoặc là những dữ liệu mà chính phủ cảm thấy rất là hài lòng. Tuy vậy, ngày hôm nay thì Bộ trưởng Ngân khố của Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập là ông Angus Taylor đã lên tiếng chỉ trích thái độ của Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers, bởi vì ông cho rằng tỷ lệ lạm phát 2.8% là một con số ảo nếu như chính phủ Albanese không đưa ra biện pháp cứu trợ tiền điện, biếu tặng mỗi gia đình $1,000 trong ngân sách vào tháng 5 vừa qua, khiến cho chỉ số CPI về điện năng đã có sự giảm hạ 0.7% trong quý 3 vừa qua, thì không thể nào nước Úc có được cái tỷ lệ lạm phát là 2.8. Hay nói một cách khác, 2.8% này chỉ là một con số ảo, trong khi trong thực tế, người dân Úc vẫn đối diện với tình trạng chi phí đắt đỏ, đặc biệt là giá nhà gia tăng. Và cũng chính vì vậy mà ngân hàng trữ kim có vẻ cũng sẽ đắn đo về quyết định có nên giảm lãi suất hay không trong phiên họp vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, theo một vài chuyên gia và đặc biệt là theo tứ trụ ngân hàng, thì ngày hôm nay ngân hàng Commonwealth Bank là ngân hàng còn lại duy nhất trong số tứ trụ cũng hạ giảm dự phóng về lãi suất của mình. Trước đây thì 3 trong số tứ trụ ngân hàng là ANZ, Westpac và National Bank đều dự phóng là RBA sẽ giảm hạ lãi suất vào cuối năm nay, có nghĩa là trong phiên họp hội đồng quản trị vào tháng 12. Riêng Commonwealth thì cho rằng việc giảm hạ lãi suất chỉ có thể diễn ra vào năm tới. Tuy nhiên, sau khi Tổng nhà thống kê APS tuyên bố tỷ lệ lạm phát giảm hạ ngày hôm qua, thì ngân hàng Commonwealth Bank cũng đã xoay chiều, thay đổi quan điểm của mình, và Commonwealth cũng cho rằng có thể là RBA sẽ phải đưa ra mức độ giảm hạ lãi suất trong phiên họp cuối cùng của năm nay, có nghĩa là vào tháng 12. Hay nói một cách khác, người dân sẽ có cơ hội nhận được một món quà Giáng sinh rất lớn từ ngân hàng trữ kim. Và món quà Giáng sinh này cũng sẽ vô cùng có ý nghĩa đối với chính phủ Albanese nếu chuyện này xảy ra, bởi vì chính phủ đang chờ quyết định của RBA để có thể tuyên bố bầu cử sớm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tuy nhiên chính bản thân ngân hàng trữ kim RBA thì vẫn chưa hề đưa ra bất cứ dấu hiệu nào là sẽ hạ giảm lãi suất sớm, mặc dù dữ liệu mới cho thấy là lạm phát ở Úc Châu đã giảm hạ.
Và điều này là cũng là cái cớ để mà bên liên đảng đối lập cho rằng là những cái dấu hiệu lạm phát ảo hiện nay mà nhờ các cái khoản trợ cấp của chính phủ thì không thể nào đánh lừa được ngân hàng chữ kim RBA. Angus Taylor còn cáo buộc chính phủ là đã thao túng tỷ lệ lạm phát tại Úc Châu. Vâng. Bởi vì nếu không có những khoản biếu tặng thì chắc chắn là không thể nào giảm hạ được. Vâng, và chính vì vậy là ngân hàng chữ kim chưa thể nào quyết định hạ giảm lãi suất được. Trong khi đó thì liên quan đến báo cáo xem xét lại cái sự đối phó của chính phủ các cấp đối với đại dịch COVID-19 mà như chúng tôi cũng đã loan trong hai chương trình điểm báo vừa rồi, thì đài ABC hôm qua cũng đã có cuộc phỏng vấn đối với cựu y sĩ trưởng của tiểu bang Victoria, đó là giáo sư Brett Sutton, để xem báo cáo như vậy là có đúng hay không khi mà cho thấy cách ứng phó của Úc Châu trong đại dịch là có rất nhiều vấn đề. Thì giáo sư Brett Sutton cũng đã thẳng thắn thừa nhận rằng là ông không phải lúc nào cũng giải thích đầy đủ các thông điệp y tế quan trọng cho người dân trong đại dịch, mà chỉ luôn cố gắng truyền đạt lời khuyên tốt nhất có thể. Khi được hỏi là liệu ông có cho rằng là một số bằng chứng mà ông dựa vào để đưa ra lời khuyên cho cư dân thì nay cuối cùng phát hiện ra là hoàn toàn không đúng sự thật hay không, thì ông nói rằng là bằng chứng thực tế luôn thay đổi và thậm chí là không có bằng chứng thực sự, nên nhiều khi ông chỉ đưa ra những cái phỏng đoán tốt nhất mà thôi. Giáo sư Sutton cũng như y tế trưởng của các tiểu bang và vùng lãnh thổ thì cũng là gương mặt hết sức quen thuộc với cư dân trong cái thời đại dịch, khi mà ông thường xuyên xuất hiện hàng ngày bên cạnh thủ hiến lúc bấy giờ của Victoria là ông Daniel Andrew tại các cuộc họp báo hàng ngày để cập nhật về tình hình đại dịch COVID-19 trong năm 2020 cũng như 2021. Và ông đã rời chức vụ y sĩ trưởng của Victoria vào tháng 7 năm ngoái, 2 tháng trước khi mà cựu thủ hiến Daniel Andrew cũng rời khỏi chức vụ đó. Và hiện nay thì ông đang làm giám đốc y tế và an toàn sinh học của tổ chức nghiên cứu Siro. Giáo sư Sutton cũng tiết lộ rằng là ông và cựu thủ hiến Daniel thì không liên hệ gì với nhau kể từ khi ông rời khỏi chính quyền Victoria tháng 7 năm ngoái. Nhưng mà nếu có cơ hội gặp lại cựu thủ hiến thì ông cũng rất muốn nghe những suy nghĩ của cựu thủ hiến về thời điểm hỗn loạn nhất trong cuộc đời làm chính trị của họ. Ngược lại thì phát biểu với báo giới ngày hôm qua thì người kế nhiệm ông Andrew là thủ hiến Jacinta Allan thì vẫn kiên quyết bảo vệ phản ứng của chính quyền lao động Victoria đối với đại dịch COVID-19. Và cũng xin nhắc lại là chính phủ Victoria đã áp đặt những cái biện pháp phòng chống đại dịch được cho là nghiêm ngặt nhất không chỉ ở Úc Châu mà trên toàn thế giới. Và do vậy mà sau đó đã vấp phải rất nhiều những cái lời chỉ trích của người dân. Trong khi đó thì tại tiểu bang Queensland, kính thưa quý vị, chính phủ mới đã được thành lập và cho đến thời điểm này thì Ủy ban bầu cử cũng đã xác nhận là liên đảng RNP đã giành được 52 ghế trong quốc hội, bao gồm 95 ghế tại Queensland. Trong khi đó đảng lao động chỉ có được 33 ghế mà thôi. Riêng đảng Cater vẫn tiếp tục duy trì được 3 ghế và có lẽ là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến lần này nặng nề nhất, đó là đảng Xanh. Bởi vì trước đây đảng Xanh có được 2 ghế thì trong cuộc bầu cử vừa qua đảng Xanh chỉ còn giữ lại 1 ghế mà thôi. Và trong bối cảnh này thì thủ hiến David Christofoli cũng đã bắt đầu chương trình hành động của mình. Cho đến thời điểm này thì chỉ mới có thủ hiến và phó thủ hiến là đã tuyên thệ với toàn quyền tại Queensland vào thứ hai mà thôi. Trong khi thành phần còn lại của nội các dự phóng là sẽ tuyên thệ nhậm chức vào cuối tuần này. Và nội các mới của chính phủ liên đảng LNP sẽ có cuộc họp quốc hội đầu tiên diễn ra vào ngày 26 tháng 11, có nghĩa là vài tuần lễ trước Giáng sinh. Và như ông Christofoli đã luôn cam kết trong suốt cuộc vận động tranh cử, việc giảm hạ thanh thiếu niên phạm tội là một trong những ưu tiên hàng đầu sau khi ông đắc cử. Và một lần nữa ông cũng đã khẳng định, ngay sau khi quốc hội nhóm họp vào ngày 26 tháng 11, nghị trình được ưu tiên hàng đầu sẽ là những chính sách của chính phủ về việc kết tội các trẻ em, các thanh thiếu niên phạm những cái tội nghiêm trọng như là tội giết người, tội ngộ sát hoặc gây thương tích đối với người khác. Tất cả những thanh thiếu niên nếu phạm những tội như thế đều sẽ bị xử như những cái luật lệ dành cho người lớn mà ông hay gọi là Older Crime, Older Time, có nghĩa là không tất cả những hành vi phạm tội của thanh thiếu niên sẽ được xét xử không khác gì xét xử hoặc là trách nhiệm của một người trưởng thành. Và ông hy vọng là những cái dự luật mới này sẽ được thông qua trong tháng 12, có nghĩa là trước Giáng sinh.
Hay nói một cách khác, chính phủ liên đảng ANP phải chạy nước rút là bởi vì thông thường một dự luật để đủ thời gian được Quốc hội thông qua cần có khoảng thời gian là 8 tuần. Trong khi hiện nay, đảng ANP sẽ họp vào ngày 26 tháng 11 và cần phải thông qua trước lễ Giáng sinh. Hay nói một cách khác, chỉ có thời gian 2 hoặc 3 tuần lễ để thông qua dự luật quan trọng này mà thôi. Và hy vọng là chính phủ mới sẽ không làm cho cử tri thất vọng. Vâng, còn tại tiểu bang Tây Úc thì thưa quý vị và các bạn, tiểu bang này cũng đang có nguy cơ năm nay trở thành năm tồi tệ nhất trong lịch sử về các cái vụ bạo hành gia đình. Khi mà dữ liệu từ cảnh sát Tây Úc cho thấy là số vụ tội phạm bạo lực gia đình đã tăng cao nhất trong thập kỷ qua, khi mà 5 năm vừa qua đã gia tăng tới 56% và đang trên đà vượt 40.000 vụ. Và các lệnh cấm tiếp cận bạo lực nhằm giữ an toàn cho các gia đình cũng cứ bị vi phạm sau 44 phút. Và giám đốc điều hành của Trung tâm Pháp lý Cộng đồng mà là bà Sarah Peterson cũng cho biết là do số bạo lực gia đình gia tăng mà trong 12 tháng qua, từ việc chỉ có một luật sư trực tại tòa mỗi tuần, nay có tới 2 luật sư tại tòa 5 ngày một tuần. Và điều này như vậy là đã tăng gấp 10 lần. Và 2 tháng trước thì chính quyền tiểu bang cũng đã thông qua một cái luật là quy định những kẻ phạm tội bạo hành gia đình phải đeo cái thiết bị giám sát GPS ở chân, nhưng mà họ vẫn vi phạm, tức vẫn tới gần nạn nhân. Và phe đối lập cho rằng là nếu mà chính phủ không có các cái biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn thì nguy cơ xảy ra án mạng hay là những cái cuộc tấn công nghiêm trọng là có thể xảy ra. Và ngành này bản thân thì cũng cho biết lại đang thiếu hụt tài trợ nghiêm trọng từ một chính phủ được cho là giàu có nhất nước Úc. Vâng, kính thưa quý vị, thủ hiến của tiểu bang Tây Úc, ông Roger Cook đang rất là hãnh diện khi mà công ty tài chính Comsec vào thứ hai tuần này đã xác nhận là Tây Úc đã dẫn đầu toàn Úc Châu về cái tỷ lệ phát triển kinh tế, và đây cũng là lần đầu tiên trong 20 năm mà Tây Úc đã đạt được danh hiệu này. Tuy vậy, người dân Tây Úc không phải ai cũng giàu có, mà vẫn đang có rất nhiều người sống trong cảnh nghèo khổ, và đó cũng là những cái thống kê mới nhất ngày hôm nay. Trong khi đó thì tại tiểu bang Nam Úc, cảnh sát cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra hình sự sau cái chết của một người phụ nữ 26 tuổi. Đây là một người phụ nữ khuyết tật cả về thể chất lẫn trí tuệ. Theo thông tin từ cảnh sát thì họ đã được gọi đến nhà của người phụ nữ này tại khu vực Port Angustur khi mà người phụ nữ sinh sống với mẹ. Và cảnh sát hoặc là dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến vào thứ năm tuần trước bởi vì nạn nhân được cho là đã bị té ngã. Nhưng mà khi nhân viên cứu thương đến nơi thì họ đã nhìn thấy một cái tình trạng hết sức thương tâm là bởi vì người phụ nữ này đang bị rất nhiều những chứng bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả những cái vết thương bị hở và cả bị nhiễm trùng, trong khi ngôi nhà, điều kiện sinh sống trong ngôi nhà thì cũng không thể nào tưởng tượng được. Và mặc dù người phụ nữ này đã được chở đến bệnh viện, tuy nhiên cũng đã qua đời vài ngày sau đó vì thương tích quá nặng. Mà theo cảnh sát, có thể người này đã bị bỏ bê trong cái khoảng thời gian rất dài, không được chăm sóc chu đáo, dẫn đến tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần ngày càng suy sụp hơn. Vì vậy mà cảnh sát cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra, và đây cũng là một trong những cái tình trạng rất là đáng báo động bởi vì không phải là một người duy nhất. Rất nhiều những trường hợp khác bị sa sút trí tuệ cũng đã phải sinh sống trong những cái môi trường rất là khắc nghiệt như thế này, và điều này hoặc là sự thật tồi tệ này chỉ được phát hiện sau khi những nạn nhân đã qua đời. Đây là những nạn nhân không thể tự bảo vệ cho chính mình bởi vì họ là những người thiểu năng trí tuệ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại tiểu bang Victoria thì những ai có kế hoạch đến sân bay Melbourne vào tuần tới hay là tháng tới thì có lẽ cũng nên đặt trước bởi vì giá phí gửi xe sẽ gia tăng. Cụ thể thì từ thứ hai tuần tới thì phí gửi xe tại sân bay Melbourne sẽ tăng hơn 10%, từ $12 lên $14 một ngày. Và tại cái bãi đỗ xe ở nhà ga sân bay và bãi đỗ xe cao cấp thì tăng thêm $5 mỗi ngày, lên lần lượt là $54 và $84. Nhưng mà sân bay Melbourne cho biết là hành khách có thể tránh được cái mức tăng này hoàn toàn nếu mà họ đặt chỗ trước ngay từ bây giờ trên cái mạng trực tuyến của họ. Và trong năm tài chính vừa qua thì sân bay Melbourne đã thu được là $243 triệu từ bãi trông giữ xe, tương đương với doanh thu là $660.000 mỗi ngày.
Còn đương nhiên thì cư dân nói rằng là họ hoàn toàn không hài lòng khi thấy sân bay Melbourne tăng phí gửi xe, bởi vì bản thân việc di chuyển từ thành phố đến sân bay Melbourne là không có các cái phương tiện công cộng thay thế. Do vậy họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Và bãi đậu xe sân bay thì cũng đã trở nên đắt đỏ, bởi đây đang có một cái công trình xây dựng một cái bãi đỗ xe mới và khu vực đón khách mới. Cho nên hiện tại cái bãi đỗ xe 2.000 chỗ hiện nay ở sân bay Melbourne đã bị cắt giảm. Và dự kiến là công trình đó sẽ kéo dài phải tới năm 2026 mới hoàn thành. Trong số đó thì trong lĩnh vực thẩm mỹ và y tế, trong vài ngày vừa qua có khá nhiều những cái thông tin bất lợi đối với các bác sĩ đang hành nghề tại Sydney. Đầu tiên hết là một cái bác sĩ có tên gọi là Maya Amchadi. Người bác sĩ này đã bị tòa án kết tội vì đã có những hành vi sai trái trong nghề nghiệp liên quan đến 14 bệnh nhân, và hơn 6.500 trang giấy bằng chứng cũng đã được đệ trình cho Ủy ban khiếu nại chăm sóc và sức khỏe, gọi tắt là HCCC. Thông tin cho biết là vị bác sĩ này đã mở một cái phòng thẩm mỹ vào năm 2016 có tên gọi là phòng khám Plus ở khu vực ngoại ô phía đông của thành phố Sydney, là một cái khu vực rất là giàu có. Và để thực hiện các cuộc giải phẫu hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ từ đơn giản cho đến phức tạp, cũng như là để tạo hình hoặc là chỉnh sửa hình đối với những ai có nhu cầu làm đẹp. Và thông tin từ Tòa án Dân sự và Hành chánh tại New South Wales cho biết là trong số 14 nạn nhân, có một bệnh nhân bị biến dạng, đã bị biến chứng, thậm chí là bị đe dọa đến tính mạng sau khi thực hiện hút mỡ tại cái thẩm mỹ viện này. Và bác sĩ Amchadi đã sử dụng những cái ống thông để mà làm hỏng tuyến tụy cũng như làm hỏng gan và làm hỏng lá lách của bệnh nhân trong suốt cái quá trình phẫu thuật để căng da bụng, trong khi nạn nhân thứ nhì là một người phụ nữ đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực, và việc thực hiện phẫu thuật này cũng không đúng cách, sau khi người phụ nữ này chỉ mới vừa sinh con được 4 tháng mà thôi. Nạn nhân thứ ba đã đến để cắt bỏ cái phần da thừa ở cánh tay, và một bệnh nhân thứ tư thì đã bị biến chứng về vết thương sau khi cấy ghép da, gọi là với công nghệ gọi là Delta, trong khi người bác sĩ này chưa từng thực hiện những cái phẫu thuật tương tự như thế này trong những thời gian trước đó. Và tất cả những cái hành vi thiếu chuyên môn như thế này đã dẫn đến một cái hậu quả là những nạn nhân đã bị những cái thương tật vĩnh viễn, thậm chí vài người còn bị đe dọa đến tính mạng. Và đó là những thông tin đã được tiết lộ, trong khi đài ABC thì cho rằng vào năm 2023 thì đã có một bệnh nhân khác không phải là trong số 14 người này cũng đã khởi kiện vị bác sĩ này tại tòa án New South Wales, cáo buộc bị biến dạng nghiêm trọng sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Và đó là những cái thông tin rất đáng lo ngại. Chúng ta cứ tưởng là những cái thông tin này nó thường xảy ra ở những quốc gia bên ngoài Úc Châu, nhưng mà thật ra tại nước Úc hiện nay với cái nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, bác sĩ thì lại thiếu hụt, cho nên nhiều bác sĩ không có chuyên môn về thẩm mỹ nhưng cũng tự hành nghề thẩm mỹ, mà hậu quả nạn nhân là những người trực tiếp gánh chịu. Vâng, còn một bác sĩ khác cũng ở Sydney, thưa quý vị và các bạn, nhưng mà rất đáng tiếc, đó là một bác sĩ gốc Việt. Thì vị bác sĩ này cũng đang gặp rắc rối khi mà tự kê đơn bán một cái loại thuốc tự mình chế cho các cái bệnh nhân, trong đó có cả những cái bệnh nhân trẻ em 12 tháng tuổi, vì loại kem này là cũng có thể khiến người dùng bị nhiễm độc thủy ngân. Hôm qua thì Tòa án Dân sự và Hành chính New South Wales cũng đã kết tội bác sĩ này tên là Tuấn Anh Lê về hành vi thiếu chuyên nghiệp sau khi là có những cái khiếu nại liên quan đến cái loại thuốc tự chế của ông mang tên là Clark Compound hoặc là CC Cream mà ông tự chế vào khoảng năm 2000. Vào thời điểm đó thì bác sĩ Lê đang sở hữu và hành nghề tại trung tâm y tế BHC ở La Kemba, phía tây nam Sydney, đồng thời cũng tham gia cố vấn ở một phòng mạch bác sĩ là ở Kempsey gần đó. Và bác sĩ Lê đã kê đơn bán cái loại kem này cho hàng nghìn bệnh nhân, mặc dù nó chưa bao giờ được TGA, tức là Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc Châu, chấp nhận hoặc là đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.
Và trong trường hợp của đứa trẻ 12 tháng tuổi thì đứa trẻ này đến khám bác sĩ Lê vì tổn thương da. Và bác sĩ Lê đã kê cái đơn bôi cái kem đó cho em bé và tiếp tục dùng cho em bé mặc dù cũng nghi ngờ là có khả năng em bé sẽ bị nhiễm độc thủy ngân, cho đến khi mà có cái xét nghiệm cho thấy là mức thủy ngân trong máu của em bé này cao hơn 5 lần mức bình thường thì ông mới khuyến nghị tạm thời dừng cái sử dụng kem đó. Bản thân loại kem này thì có các chất chứa các cái chất khử trùng và điều trị chống nấm tại chỗ. Và bác sĩ Lê cũng đã tính đến cái nguy cơ bị ngộ độc thủy ngân ở những bệnh nhân sử dụng. Nhưng mà sau khi ông cho thử nghiệm trên 50 bệnh nhân trong giai đoạn đầu thì ông lại tin rằng là không có rủi ro nào đối với các bệnh nhân nếu mà dùng lâu dài, kể cả trẻ em. Nên ông đã tiếp tục kê cái loại thuốc đó cho các bệnh nhân. Và tòa án nhận thấy là bác sĩ Lê cũng đã ngăn cản bệnh nhân của mình sử dụng các cái biện pháp khác để điều trị các cái bệnh về da của mình, về cho bệnh nhân là sử dụng cái kem CC của mình. Vụ việc sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 2 năm 2026 để xác định xem là liệu có rút cái giấy phép hành nghề của bác sĩ này hay không. Vâng, và vì hy vọng là khán giả của Việt TV, nếu mà chúng ta đã mua và sử dụng những cái loại thuốc này thì chúng ta cũng nên tạm ngưng sử dụng để bảo đảm được an toàn. Đây là một cái loại kem, một cái loại thuốc thoa ngoài da, nó có cái màu hồng hồng để cho quý vị dễ nhận dạng và dễ lưu ý. Và kính thưa quý vị, thông tin cuối cùng cũng liên quan đến một cái thẩm mỹ viện khác. Và thẩm mỹ viện này có tên gọi là Fresh Cosmetic Clinic tại số 630 đường George Street ở ngay trung tâm thành phố Sydney. Và thẩm mỹ viện này ngày hôm nay cũng đã bị đóng cửa, và việc đóng cửa sẽ diễn ra trong 8 tuần lễ sau khi một chuyên gia, một nhóm điều tra đã khám xét thẩm mỹ viện này vào ngày 16 tháng 10, bởi vì họ nhận được rất nhiều những cái thư khiếu nại về tình trạng không an toàn. Và khi khám xét thì đột ngột như thế này thì cũng đã phát hiện ra là những người hành nghề hoàn toàn là những người không có bằng cấp, trong khi thẩm mỹ viện này cũng chuyên về xăm, về phẫu thuật ngực, phẫu thuật mắt hoặc phẫu thuật mũi. Vì vậy mà các chuyên gia cho rằng những ai đã từng đến thẩm mỹ viện Fresh Cosmetic Clinic tại số 630 George Street ở Sydney thì cũng lập tức liên lạc với bác sĩ gia đình, thực hiện các xét nghiệm máu để xem mình có bị nhiễm trùng hay không, đặc biệt là những cái loại nhiễm trùng qua đường máu bao gồm cả HIV, là một cái tình trạng khá là nghiêm trọng. Và hy vọng là chúng ta sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, nếu chúng ta cảm thấy ổn thì cũng vẫn nên thử nghiệm máu tổng quát để biết chắc là mình không bị ảnh hưởng bởi những cái việc xăm hoặc là những cái lần chúng ta thẩm mỹ tại cơ sở này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các thông tin hữu ích này cũng đã khép lại cái chương trình Điểm báo Âu Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Lily và Kim Hoàng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần Điểm báo Thế giới vào lúc 8 giờ tối này. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.